Hello mọi người, ok, đẹp không mọi người? Đẹp quá ha. Tòa nhà cao nhất của Hàn Quốc đây mọi người, đẹp dễ sợ luôn. Đến cái câu hỏi của anh David nè. Trinh ơi, em đang trong một cái tình huống rất là bế tắc về cái tài chính của em. Em mới mua một căn nhà để ở với trị giá là 800 ngàn. Và lương của em chỉ đủ trả tiền nhà mà thôi. Thì có thể giúp em có cái ý kiến nào để giải tỏa cái bế tắc này không ạ? Em cảm ơn, chúc chị sức khỏe. Câu hỏi này á, Trên hơi giận nha. Thứ nhất là mình làm gì mình làm, đặc biệt là với những cái số tiền lớn á, chị em phải nhớ là chừa cho mình một con đường lui. Đây là một cái sự đầu tư lớn, dù là mua nhà cho thuê hay là mua building hay là mua nhà ở, mọi người phải biết rằng khi mà mua những cái big items như thế này, những cái mà gọi là một số tiền quá lớn, nhìn thấy một cái bế tắc có nghĩa là tiền bây giờ mình làm 20 ngàn một tháng đi, thì 18 ngàn đã trả tiền nhà rồi. Ví dụ như thế, trên ví dụ cái bế tắc không? Cực kỳ bế tắc. Còn có vài ngàn đô mỗi tháng thì vài trăm đô mỗi tháng thì sao? Không có xoay sở được. Nội, mọi người biết không? Đó là một trong những cái lý do mà Trinh bán cái căn nhà lớn của Trinh á, cũng có là gần triệu đô lận, ok. Khi mà mình sở hữu nhà lớn á, mua một căn nhà lớn rồi làm chi? Nội sửa chữa nó. Sửa chữa có nghĩa là gì? Ví dụ như là máy hít của cái jacuzzi, là cái máy, cái hồ nước nóng á, để mình ngâm người, mình enjoy đó mọi người. Càng enjoy chừng nào ở Mỹ nè, cho nói thật sự á, cái cuộc sống ở Mỹ á, nó đã đắt đỏ rồi, mà bây giờ mình càng muốn cái phong cách sống thượng lưu, giàu có, thành công, enjoy, hưởng thụ đó, thì sao? Càng tốn nhiều tiền, rất rất nhiều tiền luôn. Cái hồ bơi của nhà Jenny, cái hồ bơi là một cái hệ thống điện và sưởi ấm cái nước của nó để con nít bơi, người lớn tuổi bơi, nó không có quá lạnh ha. Rồi bên cạnh đó là cái jacuzzi, là cái mà nước sụt lên mà ngồi để mà cho nó nóng lên á, thì sao? Nó càng đắt đỏ nữa. Cái hệ thống nó 50 ngàn easy, ok. Đó là một chuyện hồ bơi thôi. À, chưa nói chuyện hồ bơi, nói chuyện hồ bơi chưa hết đâu. Ví dụ cái hồ bơi đó là mỗi tuần phải có người tới clean up, phải có thuốc men rồi bỏ xuống, rồi trồng cây, trồng hoa, rồi bên nó tùm lum chuyện hết trơn, chi phí rất là nhiều. Cái lần mà mỗi tuần mà người ta tới clean up cái hồ bơi của nhà Trang là 100-200 ý gì. Thế Trang nói thôi, tốn tiền quá. Không phải là mình không có chi trả nổi cái 100-200 một tuần, cái không phải là cái việc đó. Nhưng cái việc là cái gì nó cũng đòi hỏi trả tiền hết, chi phí quá nhiều. Khi mà quá nhiều như vậy thì sao? Mình phải làm ra bội tiền mình mới chi kiểu đó được, đúng không? Thứ nhất, thứ hai nữa, mình suy nghĩ là bây giờ có núi tiền, núi vàng mà mình xài kiểu đó thì nó cũng hết. Không sớm thì cũng muộn, đúng không mọi người? Đó là một cái điều quan trọng. Đó là chuyện hồ bơi thôi. Chưa nói tới cái chuyện là những cái generator mà gọi là phòng trường hợp mà cấp điện đó, thì cả cái hệ thống điện mà nó shutdown thì cái generator nó phải up. Một cái generator nó mua cả hàng chục ngàn đô, ok. Rồi mỗi lần mà nó hư cái, tại vì dễ gì mà Mỹ nó cấp điện, ok, mà mấy năm trời mà nó không cấp điện, mà cái generator nó không hoạt động mấy năm trời thì sao? Nó giống như chiếc xe mà đè không có nổ vậy đó, lại sửa nữa. Đó là cái chuyện thứ hai lặt vặt lắm mọi người. Rồi cái khung cảnh vườn đi, vườn tược là phải có người tới chăm mỗi tuần, chăm mỗi 2 tuần một lần, 3 tuần là ít tiền. Tất cả mọi thứ đều tốn kém. Rồi chưa nói tới furniture, khi mua nhà đẹp thì phải sắm sửa cho nó đẹp nữa, đúng không? Không đủ thứ tiền hết trơn. Cái bếp cũng phải đẹp, cái tủ cũng phải đẹp, cái bộ sofa nó cũng phải đẹp. Sofa chỗ này nhưng mà có cái living room khác nữa, nên phải đặt cái sofa khác nữa. Rồi tiền đâu dữ vậy? Nên thông qua cái câu chuyện, cái tình huống của David á, thì Jen muốn nhắc nhở mọi người là phải rất cẩn thận trước khi mình quyết định để mà mình mua một cái nhà lớn tiền hoặc cái gì đó bất kỳ mà cái số tiền nó hơi quá sức của mình, thì mình phải rất là cẩn thận. Thứ hai, nếu lỡ thích cái nhà đó quá, nếu lỡ mà muốn mua rồi thì sao?
phải có nhiều tiền dự phòng. Bởi vì sao? Công việc làm của mình ở trên biết là đi làm thì có tiền thì mới trả tiền nhà, ví dụ như thế. Nhưng mà mình phải có tiền dự phòng. Mua cái nhà 800, 1 triệu thì phải có ít nhất trong túi phải 300, 500 ngàn trở lên. Cộng với cái công việc làm ổn định, cực kỳ ổn định, và mình biết rằng trong vài năm tới mình không có bị lay off, mình không có bị đuổi việc nha. Đúng không? 300 đến 500 ngàn là tiền sơ cua, là tiền dự phòng để anh chi. Chưa nói tới tiền dự phòng nếu lỡ anh chị em có nhà cửa cho thuê này này kia, chỉ dự phòng cho căn nhà này thôi. Và lỡ anh chị em bệnh hoạn nè, ly dị nè, chết chóc nè, không, Covid nè, rồi kinh tế nè, thị trường nè, đủ thứ hết trơn á. Đó, mình mất nhà sao mọi người? Mình khai phá sản thì sao? Mình mất hết mọi thứ. Nên cực kỳ cẩn trọng và làm gì làm. Một khi đã bước tới, nói no thì nó rất là khó nha. Nó, căn nhà nó quá đẹp đi. Khi mà mình thấy một căn nhà quá đẹp, bắt đầu mình quên hết. Đúng không nào? Giống như mình bước vào cái sự cám dỗ, cái mình quên hết mọi thứ. Cám dỗ chi xài cũng vậy. Quên hết tất cả mọi sự khó khăn, mọi sự thách thức đằng trước đằng sau, quên hết xung quanh chúng ta, đúng không? Mình chỉ muốn cái đó, tôi muốn được cái đó, cái mình muốn được rồi, mình kham không có nổi. So, trở lại vấn đề là dự phòng. Không có tiền dự phòng thì bế tắc là chắc chắn. Bế tắc là chắc chắn luôn. Tại vì cái tiền mortgage, cái tiền nhà nó cứ đuổi theo mình, nó đuổi theo. Nên khi mà David nhắn tin cho Jen cái câu chuyện này, cái tình huống bế tắc này, thì Jen có khuyên David là gì? Bán đi. Chẳng thà đau một lần thôi, thật là đau, nhưng mà đau xong là dứt. Hiểu không? Chứ nó đau mà cứ triền miên, cứ đau cứ lâm râm như thế, mà đau dai dẳng, bế tắc mà bế tắc dai dẳng, nó cực kỳ kinh khủng khiếp đối với Jen. Ok, nếu là Jen chẳng thà mất 100-200 ngàn để Jen bước ra khỏi cái bế tắc đó, Jen ngủ ngon, vợ chồng hạnh phúc, nói chuyện hàng hòa, ví dụ như thế. Chứ còn không mà cái sự bế tắc này nó ăn sâu vào trong cái tinh thần mình. Mình sống không được, mình ngủ không ngon, mình ăn cũng không xong. Cái gì nó cũng có lục đục trong gia đình của mình, là chỉ có chết thôi. Ok. Nên Trinh nghĩ rằng là, trở lại với vấn đề cá nhân Trinh, Trinh sống rất là bình dân, cũng đã từng có xe convertible, xe không trần, Mercedes, từng có nhà to cửa rộng, từng có đủ thứ mọi cái. Nói chung là Trên đã trải qua hết rồi, dường như là hết rồi. Để mà Trên nói rằng là thời buổi này, thời điểm này, kinh tế này, lúc này, về vấn đề tiền bạc tài chính phải rất cẩn thận. Cẩn thận chừng nào, sống khôn ngoan chừng nào, tiết chế chừng nào, tiết kiệm chừng nào, dành dụm chừng nào thì càng tốt. Ok. Trên đang có một cái xu hướng như thế này, và Trên nói với ba mẹ, Trên nói với lại ông xã Trên, và Trên dạy con Trên cũng vậy. Mẹ muốn bây giờ mẹ không nhà, không cửa, không xe, không gì cũng được. Nhưng mà tiền trong túi nó phải rủng rỉnh để mẹ đi nơi này, nơi kia, mẹ không cần phải lo. Trên nói thật như vậy. Hoặc là nếu có nhà có đi xe tàn tàn 5-10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn cũng được rồi. Đúng không? Rồi mình ở một cái nhà vài 300 ngàn cũng được rồi. Không cần phải nhà tiền triệu hay là mấy triệu, không cần thiết. Bây giờ nhà nó cố định mình một chỗ, rồi nó chôn vùi mình một chỗ, rồi mình phải đi xin việc làm, rồi mình phải đi kiếm tiền để mà trả tiền nhà chứ. Ví dụ như thế thì thôi, tính cách khác, bớt lại, mình sở hữu những tài sản nhà cho thuê, building để mình cho thuê, để anh chị mình lấy cái nguồn tiền thuê đó nó trả tiền cho mortgage, và mình đi khắp mọi nơi trên thế giới. Và đó là lý do mà Jen đang đứng tại Hàn Quốc, và vài tháng nữa Jen sẽ về Mỹ chơi vài tháng, buồn vui gì đó, rồi nếu mà buồn thì đi tiếp. Trên next one sau khi Mỹ thì Jen sẽ đi Nhật Bản, như vậy thôi. Và Jen rất là hạnh phúc với cái quyết định đó, và Jen nghĩ nó chúng ta đủ trưởng thành để chúng ta có thể có những cái quyết định sáng suốt để mình có thể được hạnh phúc, được tự do, được khỏe mạnh, được tràn đầy năng lượng, thay vì mình phải sống trong một cái cung điện nó quá là nguy nga, và mình có tất cả mọi thứ vật chất và tinh thần của mình nó đang bị bế tắc. Trên nói với mọi người á, và Trên cũng nhắn tin cho David á, bán đi, bán căn nhà đó đi. Ok, chịu mất. Tại vì có những cái bài học á, mình không có tốn tiền để mà học,
Nhưng mà có những cái bài học rất đắt giá, mình phải bỏ tiền ra để mà mình học nó, ok? Chẳng thà mắc và thoát ra khỏi cái bế tắc đó, chứ không không là bế tắc dài dài. Và quan trọng hơn, khi mà mình nằm xuống á mọi người, Trên muốn nằm xuống một cách hạnh phúc, Trên nói thật là như vậy. Và Trên không có muốn lo lắng gì nữa, lo lắng ồ cha mẹ sống sao, con sống sao, gia đình mình sống sao, Trên không có muốn như vậy. Trên muốn là tất cả mọi thứ khi mình nằm xuống, khi mình đã xong việc ở trên cái trái đất này rồi, mình nhắm mắt và mình thấy oh, I did a great job, đúng không? À, mình đã làm việc rất là tốt, con giỏi lắm ha, ví dụ như thế. Thì đó là cái điều mà Trên muốn, chứ còn còn lại những cái điều khác Trên thật sự Trên không quan tâm. Trên cũng không quan tâm người khác suy nghĩ gì về mình, đánh giá gì về mình, chỉ quan trọng là mình vui, mình sống hạnh phúc, mình không phụ thuộc vào ai, mình kiếm được tiền, mình xài được tiền, mình hoạch định cho bản thân của mình, tương lai của mình. That's it, I don't care the rest, okay? So cố lên, phải có những cái quyết định sáng suốt trong đời sống của mình, để chi? Để cuộc đời của mọi người được tận hưởng và thực sự sống sống cái cuộc đời của mình, okay? Rồi, cố lên nha, có bất kỳ câu hỏi gì cho Trên biết nha. Bye mọi người.